Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc là ngôi chùa cổ nhất ở Tuyên Quang, được xây dựng vào năm 1107 dưới thời vua Lý Nhân Tông, tọa lạc tại thôn Bảo Ninh, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Chùa nằm ở địa thế cao giáo, xung quanh rợp bóng cây cối, bốn mùa xanh mát, tạo nên một không khí thanh tịnh, nghiêm trang. Gần 1.000 năm qua, chùa Bảo Ninh Sùng Phúc gắn bó với mảnh đất Chiêm Hóa, là trung tâm sinh hoạt văn hóa của làng xã, trở thành một chốn thiêng không thể thiếu của người dân địa phương. Những ngày rằm mùng 1 âm lịch hàng tháng, đặc biệt là những ngày giáp Tết như hiện nay, chùa Bảo Ninh Sùng Phúc thu hút rất đông người dân và du khách thập phương về chiêm bái lễ Phật. Một ngôi chùa rất là thiêng, khách thập phương cùng đều nô nức để đến ngôi chùa chúng tôi để vừa lễ cho gia đình và vừa để được thăm cảnh chùa của chúng tôi. Gọi là đất đồng rừng nhưng có một ngôi chùa rất là oai ninh, đẹp, hùng vĩ. Hàng năm là đầu năm hay cuối năm là tôi đến, đầu năm thì xin lộc, cuối năm thì đến lễ tạ. Đến với chùa thì tôi cảm thấy tâm rất là thanh tịnh và an lành. Bên cạnh khung cảnh hữu tình, kiến trúc độc đáo thời Lý, chùa Bảo Ninh Sùng Phúc còn lưu giữ một bảo vật quốc gia có ý nghĩa và giá trị lịch sử vô cùng to lớn là bia đá Bảo Ninh Sùng Phúc, tài liệu thành văn cổ nhất được phát hiện tại Tuyên Quang và là một trong số rất ít các di vật thời Lý còn được giữ nguyên vẹn cho tới ngày nay. Tấm bia được tạc bằng đá xanh nguyên khối, được đặt trên lưng một con rùa đá. Trên khắc dòng chữ Bảo Ninh Sùng Phúc Tự Bi, nghĩa là bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc. Với ý nghĩa văn hóa và lịch sử lâu đời, chùa Bảo Ninh Sùng Phúc là một điểm đến không thể bỏ qua trong định hướng phát triển du lịch tâm linh của huyện Chiêm Hóa nói riêng và Tuyên Quang nói chung. Đối với Chiêm Hóa cũng rất tự hào là có một hệ thống các cái đền chùa đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. Mỗi một đền chùa đều có một giá trị văn hóa riêng của nó. Thì trong năm qua thì căn cứ vào cái tiềm năng và những cái sẵn có của huyện thì huyện đang hướng tập trung và phát triển du lịch với ba lĩnh vực. Thì đặc biệt trong đó là có một cái loại hình du lịch đó là du lịch tâm linh. Trải qua những thăng trầm của gần nghìn năm lịch sử, chùa Bảo Ninh Sùng Phúc đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần. Nhưng nền chùa xưa vẫn còn đó, cùng với những cổ vật quý giá được giữ gìn nguyên vẹn, mãi là niềm tự hào của người dân Chiêm Hóa và là điểm nhấn không thể bỏ qua trên hành trình khám phá du lịch tâm linh đầy tiềm năng của xứ Tuyên.